Xin chào các bạn. Trong những phiên bản R90 do BMW đã phát triển thì chiếc Urban GS là chiếc xe mà mình thích nhất. Và kế bên đây là chiếc Urban GS do Thaco nhập về. Đây là một trong những con xe chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Thì chiếc xe này được Thaco công bố với giá là 549 triệu đồng. Chiếc mô tô này có gì đặc biệt thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video này. Trong các phiên bản R90 thì chiếc Urban GS nó được xếp trên phiên bản tiêu chuẩn Pure, xếp ngang hàng với phiên bản Chrysler Razor và xếp dưới bản R90 Full Option. Vậy tại sao lại có cái tên gọi là Urban GS? Urban trong tiếng Anh có nghĩa là đô thị, ám chỉ việc chúng ta có thể sử dụng xe trong đô thị hàng ngày. Và GS có nghĩa là được thừa hưởng cái gen Enduro, cái gen chạy địa hình của những đàn anh GS khác. Còn một cái thông tin thú vị mình muốn nói với anh em là chữ G và S là viết tắt trong tiếng Đức có nghĩa là Kalender và Tracer, có nghĩa là địa hình và đường phố. Xe được sơn màu trắng lightweight, nhìn khá là nhã nhặn và dễ gần. Phần bên hông bình xăng thì được trang trí màu xanh, nhưng có một điều đặc biệt là chiếc yên lại có màu đỏ tươi tạo nên sự đối lập. Nhìn tổng thể chiếc xe thì thấy xe khá là đồ sộ và đậm chất hoài cổ, nhìn rất là bắt mắt. Dù vẫn là thân hình đồ sộ của R90 nhưng phiên bản này khác lạ với chắn bùn trước được đặt cao, ốp đèn pha nhô cao, phuộc ống lồng đôi có bọc phốt cao su kiểu cổ điển. Trong khi đó, phuộc sau lại là kiểu monoshock. Tay lái được đưa lên cao hơn các phiên bản khác nhờ vào phuộc trước kéo dài hơn. Chi tiết này để người lái có thể đứng và ghìm xe khi đi đường xấu một cách dễ dàng hơn. Phiên bản R90 Urban GS này được Thaco nhập về hình như là để dành cho những anh em thích lội nước, bởi vì ống xả đôi đã được thay thế bằng ống xả đơn và được nâng cao hơn so với những phiên bản khác. Vì vậy mà khi đi đường ngập thì anh em sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Còn về yên thì yên có chiều cao tiêu chuẩn là 850mm, nhưng có thể tùy chọn hạ thấp xuống 820. Nhưng đối với những anh em cao 1m7 như mình thì chiều cao 820 vẫn khá khó là để chống chân, bởi vì xác xe cũng nặng trên 220kg. Còn những anh em cao 1m8 thì đi Urban GS này khá là hợp. Cụm đồng hồ thu gọn, chỉ còn một đồng hồ tròn tương tự với phiên bản R90 Chrysler. Xe không hiển thị vòng tua mà chỉ cho biết vận tốc, thời gian, chip hay odo. Chữ số và các ký hiệu vừa đủ nhìn, không quá nhỏ. Nhìn chung chất lượng nước sơn của dàn áo, khung sườn được hoàn thiện tốt. Mẫu xe được nhập về Việt Nam có sẵn bánh vằn nan hoa và dùng lốp upright gai lớn, nhìn rất là ngầu và hầm hố. Bánh xe có kích thước 19 inch ở phía trước và phía sau là 17 inch. Bên cạnh đó, xe sử dụng phanh đĩa đôi ở phía trước và đĩa đơn phía sau có tích hợp phanh ABS. Còn nói về phần động cơ thì chiếc BMW R19 Urban GS này vẫn sử dụng động cơ Boxer 2 xi lanh đặc trưng của BMW, tổng dung tích là 1170cc cho công suất tối đa 110 mã lực và mô men xoắn 116 Nm. Xe được trang bị hộp số 6 cấp và có tích hợp tính năng kiểm soát cân bằng thân xe ASC. BMW trang bị cho các phiên bản R90 hệ thống chuyển động cát đăng. Cơ cấu này không chỉ truyền lực mà kết cấu vỏ bên ngoài còn kiêm luôn vai trò gắp đơn cho bánh sau. So với kiểu chuyển động sên hay dây đai thì trục cát đăng này bền hơn, hoạt động êm ái hơn và ít cần bảo dưỡng hơn. Tuy nhiên, trục cát đăng có tỷ lệ hao hụt công suất lớn hơn hai kiểu chuyển động kia, và nếu bị hư thì chi phí sửa chữa thay thế phụ tùng rất là mắc vì chỉ có đồ chính hãng. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nói xe BMW Motorrad nói chung và R90 nói riêng là chỉ dành cho những anh em có điều kiện. Cũng chính BMW Motorrad khẳng định rằng Urban GS không phải là một chiếc adventure thật thụ, và đây cũng không phải là chiếc mô tô BMW dành cho số đông bởi vì kiểu dáng có phần lạ lùng. Nhưng với những ai thích hai chiếc xe trong một, một chiếc R90 có thể chạy hàng ngày và một chiếc adventure độc lạ, thì Urban GS ở đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bạn. Xin chào và cảm ơn các bạn. Đây là lần đầu tiên mình lên sóng nên mình nói vẫn còn chưa lưu loát và hay cho lắm, nhưng mà mình xin hứa với tổ chức là những video lần sau mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn.